5 điểm nóng có thể quyết định trận Việt Nam Uzbekistan. Tây viết Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia liệt kê những cuộc đối đầu tay đôi có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trận chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Đỗ Duy Mạnh số 11, Gabi Kilo Urimbo F số 9. Tiền đạo thủ quân của Uzbekistan Gabi Kilo Urimbo F không có một giải đấu gặt hái nhiều bàn thắng, nhưng đảm nhiệm hoàn hảo vai trò được huấn luyện viên giao phó. Theo đó, Urimbo F sẽ thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên. Ở trận bán kết với Hàn Quốc, anh là người mở tỷ số. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Urimbo F là sức mạnh. Người cao nhất trong bộ ba trung vệ của Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh phải đặc biệt lưu tâm đến tiền đạo này trong các pha không chiến. Lương Xuân Trường 6 và Odijon Sam Robeco 7. Đây sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai chuyên gia chuyền bóng. Người nào thắng trong cuộc so tài này sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho đội nhà, thậm chí quyết định đến kết quả của trận đấu. Sam Robeco là người hùng thầm lặng của Uzbekistan. Trong khi đó, dù sở hữu lối chơi điềm tĩnh và đề cao sự tối giản, Xuân Trường cực kỳ nổi bật trong chặng đường mà Việt Nam đã đi. Nguyễn Công Phượng 10 và Rustam John Esumatov 2 từng thi đấu cho câu lạc bộ Nhật Bản Mito Hollyhock, nhưng Công Phượng dường như đang có một giải đấu khá im tiếng. Dù vậy, cần phải lưu ý rằng cầu thủ 23 tuổi, người chơi tốt nhất ở vị trí của một số 10, được yêu cầu đá trung phong và vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định. Với sự thông minh và kỹ thuật, Công Phượng đủ sức gây ra rắc rối cho hàng thủ Uzbekistan. Và với thói quen lùi sâu để nhận bóng, trung vệ Rustam John Esumatov chắc chắn phải để mắt đặc biệt đến tiền đạo của Việt Nam, Vũ Văn Thanh 17 và Jasurbek Yakahatsibo F8. Yakahatsibo F từ lâu đã được đánh giá là cầu thủ nguy hiểm nhất của Uzbekistan. Cầu thủ này thường được phép chơi tự do ở cánh phải và với những gì đã thể hiện ở trận gặp Nhật Bản và Hàn Quốc, Yagahashibo F sẽ là ngòi nổ cần bị khóa chặt nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đánh bại Uzbekistan. Do vậy, cuộc đối đầu giữa cầu thủ này với Vũ Văn Thanh, một cầu thủ nổi bật khác của Việt Nam tại giải này, sẽ rất đáng chờ đợi. Nguyễn Quang Hải 19 và Aramzon Komilov 4. Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của Việt Nam tại giải đấu này với 4 bàn thắng và là cầu thủ có khả năng tạo đột biến, xoay chuyển thế cục trận đấu trong chốc lát. Điều khiến màn trình diễn của anh thêm ấn tượng là khả năng đáp ứng tất cả vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu, trong đó có cả vai trò ở trung tâm hàng tiền vệ như ở trận đấu Qatar. Tuy vậy, vũ khí nguy hiểm nhất của Quang Hải vẫn là những pha dẫn bóng vào từ cánh phải rồi tung ra những cú nã đại bác bằng chân trái. Khi bóng đá đang ở vào thời đại của phòng ngự khu vực, sẽ không bất ngờ nếu người được giao một kèm một với tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội là hậu vệ cánh Aramzon Komilov. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá. Hãy nhấn ngay nút đăng ký, subscribe, giúp kênh Top 10 hướng dẫn vlog nhé. Xin hẹn gặp các bạn ở trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan. 5 điểm nóng có thể quyết định trận Việt Nam Uzbekistan. Cây viết Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia liệt kê những cuộc đối đầu tay đôi có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trận chung kết giải U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Đỗ Duy Mạnh số 11, Gabi Kilo Urimbo F số 9. Tiền đạo thủ quân của Uzbekistan Gabi Kilo Urimbo F không có một giải đấu gặt hái nhiều bàn thắng, nhưng đảm nhiệm hoàn hảo vai trò được huấn luyện viên giao phó. Theo đó, Urimbo F sẽ thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội băng lên. Ở trận bán kết với Hàn Quốc, anh là người mở tỷ số. Một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Urimbo F là sức mạnh. Người cao nhất trong bộ ba trung vệ của Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh phải đặc biệt lưu tâm đến tiền đạo này trong các pha không chiến. Lương Xuân Trường 6 và Odijon Sam Robeco 7. Đây sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai chuyên gia chuyền bóng.
Người nào thắng trong cuộc so tài này sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho đội nhà, thậm chí quyết định đến kết quả của trận đấu. Sam Robekov là người hùng thầm lặng của Uzbekistan. Trong khi đó, dù sở hữu lối chơi điềm tĩnh và đề cao sự tối giản, Xuân Trường cực kỳ nổi bật trong chặng đường mà Việt Nam đã đi. Nguyễn Công Phượng 10 và Rustam John Esumatov 2 từng thi đấu cho câu lạc bộ Nhật Bản Mito Hollyhock, nhưng Công Phượng dường như đang có một giải đấu khá im tiếng. Dù vậy, cần phải lưu ý rằng cầu thủ 23 tuổi, người chơi tốt nhất ở vị trí của một số 10, được yêu cầu đá trúng bóng và vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định. Với sự thông minh và kỹ thuật, Công Phượng đủ sức gây ra rắc rối cho hàng thủ Uzbekistan. Và với thói quen lùi sâu để nhận bóng, trung vệ Rustam John Esumatov chắc chắn phải để mắt đặc biệt đến tiền đạo của Việt Nam Vũ Văn Thanh 17 và Jasurbek Yakahatsibo F8. Yakahatsibo F từ lâu đã được đánh giá là cầu thủ nguy hiểm nhất của Uzbekistan. Cầu thủ này thường được phép chơi tự do ở cánh phải và với những gì đã thể hiện ở trận gặp Nhật Bản và Hàn Quốc, Yakahatsibo F sẽ là ngòi nổ cần bị khóa chặt nếu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đánh bại Uzbekistan. Do vậy, cuộc đối đầu giữa cầu thủ này với Vũ Văn Thanh, một cầu thủ nổi bật khác của Việt Nam tại giải này, sẽ rất đáng chờ đợi. Nguyễn Quang Hải 19 và Akram John Komilov 4. Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của Việt Nam tại giải đấu này với 4 bàn thắng và là cầu thủ có khả năng tạo đột biến, xoay chuyển thế cục trận đấu trong chốc lát. Điều khiến màn trình diễn của anh thêm ấn tượng là khả năng đáp ứng tất cả vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu, trong đó có cả vai trò ở trung tâm hàng tiền vệ như ở trận đấu Qatar. Tuy vậy, vũ khí nguy hiểm nhất của Quang Hải vẫn là những pha dẫn bóng vào từ cánh phải rồi tung ra những cú nã đại bác bằng chân trái. Khi bóng đá đang ở vào thời đại của phòng ngự khu vực, sẽ không bất ngờ nếu người được giao một kèm một với tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội là hậu vệ cánh Akram John Komilov. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá. Hãy nhấn ngay nút đăng ký, subscribe, giúp kênh Top 10 hướng dẫn vlog nhé. Xin hẹn gặp các bạn ở trận chung kết giữa Việt Nam và Uzbekistan.